Hello mọi người, cũng là rất là lâu rồi thì Vân mới quay lại video để được nói chuyện, chia sẻ cũng như là bày tỏ cái quan điểm của mình về cái tình hình chính trị ở Việt Nam gần đây. Thì thật sự là nếu mà các bạn có các bạn ở 54VN thì tất nhiên là biết rồi, nhưng mà nếu các bạn mà luôn theo dõi ủng hộ Vân thì sẽ biết là Vân vẫn còn hoạt động. Vân mặc dù là Vân không có quay video nói chuyện với các bạn, nhưng mà Vân vẫn hoạt động rất là nhiều ở trên Twitter, đặc biệt là Twitter. Bởi vì Facebook thì hiện tại phải nói thật là rất là thất vọng với Facebook. Cảm thấy Facebook kiểu care, người đứng đầu của Facebook đang rất là care about money, kiểu họ sẵn sàng quay lưng với cái cuộc chiến về quyền con người ở Việt Nam bằng cách là ủng hộ, hoặc là bằng một cách nào đó họ họ liên kết với Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế cho nên nếu mà bạn hoạt động trên Facebook nhiều, hay là có nhiều cái tương tác, thì họ sẽ block Facebook của bạn, hay là họ sẽ từ đó lấy thông tin của bạn để cung cấp cho Việt Nam. Tình hình mình không có không, so sánh với lại Twitter thì mình hoạt động Twitter nhiều hơn là Facebook. Thì nếu mà các bạn có theo dõi cái tình hình chính trị Việt Nam, thì hiện tại cái vấn đề mà khiến người dân Việt Nam, thậm chí là những người không có hay cập nhật nhiều tình hình về chính trị Việt Nam, hoặc là những người dân bình thường, những người mà bình thường im hơi lặng tiếng, không có đấu tranh gì, hay là không có tham gia gì, không muốn dây dưa gì đến chính trị, họ cũng đều biết về vụ Đồng Tâm. Vân có chia sẻ rất là nhiều trên Twitter, và thật sự đó là một cái việc rất là sốc. Thật sự rất là sốc. Và mới xảy ra gần đây thôi. Và cái điều đó mà khiến bản thân Vân cảm thấy rất là buồn, rất là phẫn nộ, buồn nữa. Buồn bởi vì cảm thấy cái cụ Kinh á cũng giống như ông nội của mình, những người mà luôn cố gắng chiến đấu, hoặc thậm chí là những cái người mà đã từng góp công rất là lớn cho cái cuộc kháng chiến của Việt Nam đối với thực dân Pháp, đế quốc Mỹ. Là mình gợi nhớ về ông nội của mình. Nhưng mà đó là cái việc rất là buồn. Nhưng cái việc phẫn nộ là hơn tất cả. Với cái việc mà họ đã giết cụ Kình, cũng như là con cái của cụ. Thật sự là rất là đáng buồn. Cái việc, vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm ấy, nó giống như là một cuộc chiến giữa thiện ác, giữa dối trá và sự thật. Cụ Kình và người con trai đã hy sinh. Đồng Tâm đã đi vào lịch sử hiện đại như là một cái cuộc chiến điên rồ, giữa một bên là guồng máy chính quyền khổng lồ với hàng ngàn công an cảnh sát cơ động trang bị, súng ống, xe tăng, các cụ phá, các cụ cắt internet, cắt liên lạc của người thân của cụ Kình. Và những người dân lương thiện chỉ mong được giữ đất đai của mình. Đây là một cuộc chiến mà không hề cân sức một chút nào. Người dân ở Đồng Tâm ấy chỉ đem cái lòng can đảm và kiên trì của mình để kiểu đứng ra giữ đất, giữ quyền lợi của họ. Và cuối cùng là tất cả đã chấm dứt theo cái cách tệ hại nhất. Nếu các bạn có nghe cái video với cụ Kình ấy, trình bày về cái sự cố ở Đồng Tâm, thì các bạn sẽ cảm phục là cụ Kình là một cụ già 80 tuổi rồi, râu tóc bạc trắng, nhưng mà vô cùng lại mẫn tiệp, ăn nói mạch lạc, rõ ràng là có một trí nhớ đáng kinh ngạc. Cụ trình bày từng sự việc với ngày tháng chỉ thị quyết định, số mấy khó mà cãi lại được với cụ. Cụ chửi cũng hay lắm.
cụ trong cái bài phát, trong cái link phát biểu mà được post bởi Văn Hải Nguyễn ấy trên Facebook á, thì cụ nói hay lắm, cụ chửi cũng hay lắm. Cụ nói là thấy căm hờn cái bọn bồi hút, những kẻ đứng về phía mạnh để vây máu, ăn phần như linh cẩu, vây quanh sư tử để kiếm miếng thịt từ con mù đã chết. Người dân đồng dân đã quá thừa đau khổ với bộ máy thông tin khổng lồ của nhà nước, không cần thêm bất cứ một điều gì cả. Họ, chính quyền Việt Nam đã ra giả nói rằng đất quốc phòng. Đất quốc phòng mà lại không tự vấn một câu. 45 qua quốc phòng không hề làm được cái gì cả đối với 47 hectare đất thu hồi của dân Đồng Tân. Sân bay Miếu Môn cũng không thể xây. Giống như hàng ngàn những cụ phút đất quốc cướp đất, cướp nhà khác, thì nguyên nhân của mọi nguyên nhân chính là lòng tham không đáy của cái bọn tham quan có tên là nhóm lợi ích ấy. Họ dùng cái lệnh bài là đất quốc phòng để buộc người dân Đồng Tâm phải giao lại 59 hectare đất mà họ đã bao nhiêu đời nay họ khai khẩn. Trước đó ấy, thì cụ Kình cũng đã trình bày là người dân Đồng Tâm đã hoàn toàn vui vẻ giao nộp hơn 47 hectare ở đất phía đông cánh đồng xanh để làm sân bay Biếu Môn theo quyết định của Thủ tướng Đỗ Mười ký vào năm 1980, là người dân hoàn toàn vui vẻ để nộp. Mà nói là quyết định làm sân bay. Thế nhưng mà 40 năm qua quốc phòng vẫn bỏ không, không hề xây sân bay, trong khi người dân đã rất là vui vẻ giao nộp. Nhưng mà phần 59 hectare còn lại thuộc phía tây của cánh đồng sen ấy, thì không hề có giấy tờ chứng minh nào đó là đất quốc phòng. Mà ngược lại, mấy chục năm qua người dân Đồng Tâm vẫn làm nông nghiệp trên số đất này và có đóng thuế đầy đủ cho nhà nước. Nhưng mà Việt Nam ấy thì công lý sẽ không thuộc về những người dân thấp cổ bé họng. Lòng tham, quyền hành, vô hạn của một cái xã hội của một cái chính quyền khốn nạn thì sẽ không bao giờ đứng về phía nhân người dân cả. Mà thật ra trên toàn Việt Nam thì không chỉ có Đồng Tâm, mà người dân Văn Giang, Dương Nội vẫn ngày ngày vác cổ đi kêu oan trong vô vọng. Trước đó thì là tiếng bom của Tiên Lãng của hai anh em Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ở Hải Phòng. Gần đây thì là Đặng Văn Hiến, một thanh niên người dân tộc hiền lành, đã trở thành kẻ giết người cũng chỉ vì bọn cướp đất. Tàn bạo nhất là vụ án Thủ Thiêm, ngay sát cạnh thành phố văn minh nhất của đất nước mà đã 20 năm vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Hàng chục ngàn hộ dân vẫn còn đang trong cảnh ấy màn trời chiếu đất. Nhiều người đã chết mang theo nỗi oan ức của mình, trong khi kẻ thủ ác vẫn còn nhơn nhở ngoài vòng pháp luật. Mà vẻ phẫn ăn chơi, chiến tích siêu xe biệt phủ của mình lại chính là quan nữa thôi. Quan lại tham ô, đúng là không có cái gì để nói, phải không các bạn? Mà ngày nay đất đai đã trở thành một loại giống như kiểu vàng đen ấy, mà bọn quan tham quan nào cũng thích bán, chiếm đoạt, bán cho người khác. Cái thứ đất đó chính là đất mà người dân luôn luôn phải liều mình để bảo vệ. Người ta là quê cha đất tổ thôi. Ai cũng hiểu là có những cái việc không thể nhân nhượng được. Ai cũng có cái cá nhân riêng, có những cái mà họ phải bảo vệ, nên phải giữ đất dù phải hy sinh cả xương máu. Đấy là chính là cụ Lê Đình Kình nói đó. Và cuối cùng thì cụ Lê Đình Kình đã chết như là một người anh hùng rồi. Và cụ một lòng theo Đảng chứ, gần như trọn đời. Mà chắc chính bản thân cụ cũng còn thắc mắc là tại sao lại ra nông nỗi này. Cụ là quan chức của làng Đồng Tân, lương thiện, bục đứng về phía dân, cùng dân sống chết để bảo vệ Đồng Tân. Vụ án Đồng Tâm hôm nay rồi sẽ đi vào quên lãng thôi. Nơi đó ít nữa sẽ trở thành sân golf, trở thành bọc lên những cái công trình của Việt Nam, lại có thêm một hàng ngàn những đại gia. Nhưng mà hàng trăm gia đình sẽ lâm vào cảnh nghèo túng.
bởi vì đất đai mà họ đã sinh sống lâu đời, rồi là họ đã gọi là khai khẩn đất đai nông nghiệp, họ lấy cái gì mà ăn? Trên Facebook thì cũng có chia sẻ rất là nhiều, nhưng mà trên Twitter thì rất là nhiều các bạn ạ. Đây. Cái cách. Đây chính là chính xác là giết người luôn á. Rất là nhiều người đã chia sẻ là cái mình chia sẻ rất là nhiều là của Grace Bùi, đã ông Lê Đình Kình đã bị giết vào 4 giờ sáng. Không hiểu tại sao phải tập kích vào 4 giờ sáng mà những người dân hiền lành lương thiện không ai làm gì cả. Bắn ông ấy vào chân, vào tim, rồi là 2 phát vào đầu. Các bạn có thể tưởng tượng có thể làm điều đó với một người 80 tuổi, một ông cụ 80 tuổi, họ không làm một cái điều gì mà có thể ảnh hưởng, gọi là làm hại được ai cả ở cái tuổi đó, mà còn bắn cả con trai của ông và cháu trai của ông nữa. Con trai của ông thì hiện tại đã chết rồi. Là người con trai thứ hai là Lê Đình Trúc đã chết. Dã man tàn bạo. Đúng là không cần biết, không mà là không thể tin được luôn đấy các bạn. Cái điều này đã làm mình, khi mà mình mới nghe về tin này mình đã rất là bàng hoàng. Thật sự là một cái cú sốc luôn ấy. Mình không ngờ là có thể giết người trắng trợn như thế. Vào ban ngày ban mặt cho bà đã thế lại còn giết một cách giống như kiểu huy động cả một lực lượng công an đi để đối phó với một vài người dân hiền lành chỉ vì vấn đề đất đai của họ. Vụ việc này ấy, không chỉ dấy lên cái làn sóng và phẫn nộ đối với những người như mình đang ngày ngày theo dõi, ngày ngày muốn làm một điều đó để chống đấu tranh cho nhân quyền của người dân Việt Nam. Mà mình nghĩ là rất là nhiều người dân bình thường ấy cảm thấy rất là đã thế, đài báo Việt Nam mà toàn đài báo tung tin nhiễu loạn, tung tin đều á, rồi là bao nhiêu công an chết, bao nhiêu công an bị thương, là cứ cho là có công an chết đi ấy, thì vậy sao lại không hề có hình ảnh của các công an đấy, rồi là hình ảnh đám tang gì ra công luận, thế ra không công khai họ khi họ có chiến tích, không hề phải không các bạn? Nói như vậy để tất cả là đổ lỗi sang lại cho cụ Kình. Là giống như kiểu cụ là người khủng bố. Mình biết mà. Vào nhà dân từ lúc tờ mờ sáng. Dân được phép phòng vệ chính đáng. Thế nhưng mà đối với người dân ấy, một cụ già 80 tuổi, thậm chí là có thêm 2-3 người con trai đi, thậm chí là người cháu trai của cụ còn đang không biết là cũng đang trong cơn nguy kịch nữa, thì làm sao mà giết người được? Không thể giết, cảnh công an, cảnh sát không thể chết dễ như vậy được. Thật sự là rất là dã man. Rồi kiểu gì Việt Nam cũng lại ém cái tin này đi. Và thậm chí rất là nhiều người Việt đang ngày ngày bận rộn, hoạt động, rồi đi làm, đi ăn, họ sẽ không biết đến những cái tin này đâu. Bởi vì họ sẽ ém luôn cái tin này. Thật là buồn phải không các bạn? Sự là không biết làm gì hơn ngoài việc chia buồn cho cái gia đình của cụ Kình, cho vợ của cụ. Vợ của cụ cũng già rồi, vợ của cụ cũng bị đánh đập nữa các bạn ạ.
thì buổi nói chuyện hôm nay của mình với các bạn đến đây là kết thúc. Mình rất là cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, chú ý và ủng hộ cho kênh của mình. Mặc dù là mình biết là bản thân mình thì chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như là chưa có cái khả năng để thu hút nhiều được các bạn có thể ủng hộ cũng như là hoạt động cùng với mình. Thế nhưng mà mình rất là vui bởi vì là mình có thể nói được tất cả những cái ý kiến, cái tư tưởng, quan điểm của mình một cách rõ ràng nhất về cái thể chính trị của Việt Nam, ủng hộ cho quyền tự do, gọi là quyền con người ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tất cả mọi người hãy chú ý giữ sức khỏe nhé, đấu tranh hết sức mình cho tất cả những gì mà chúng ta có quyền và chúng ta có thể.